Hi, xin chào tất cả mọi người. Xin chào cô cả mọi người. Bây giờ là gần 4 giờ sáng, hôm nay tụi bay dậy sớm để chuẩn bị đi về Việt Nam. Lâu lắm rồi, bay mới về Việt Nam cũng gần 4 năm rồi. Tính từ hồi năm 2019 tới giờ. Bây giờ hai đứa dậy, đồ đạc và sắp xếp cũng ngày hôm qua xong xuôi rồi, dậy sớm. Bây giờ chỉ có là chuẩn bị rồi kiểm tra tất tần tật mọi thứ xem thử là đã đem đầy đủ chưa, rồi việc cuối cùng đó là sẽ gọi cào dậy rồi người ta tới đón, thì cũng là hơn 30 phút nữa người ta mới tới đón, nhưng mà mình cứ dậy sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi đem hành lý xuống ở dưới rồi cứ chờ người ta thì làm như vậy nhanh hơn, tại đi về Việt Nam hành lý cũng nhiều mọi người. Trời ơi, nói là đi từ Mỹ về hành lý về thì quà bên nội quà bên ngoại thì cũng nhiều rồi. Vì chắc để lại bớt quà bên nội là về tới Việt Nam chắc không nhiều. Mà tính ra về Đài Loan rồi mua gắn cho quà bên ngoại, rồi mua áo quần, bên với chuyên mua áo quần rồi quá trời trời. Thành ra bây giờ cũng vậy, cũng về 5 thùng mà vừa nhất y luôn. Rồi hai cái carry on nữa. Ôi trời, quá trời trời luôn, nhưng mà rất mệt, nhưng mà rất là hào hứng, tại vì bây giờ Ben được về nhà. Hai chuyến hay là ba chuyến về Đài Loan mà chưa có về nhà luôn á mọi người. Để xem 2019 rồi về Đài Loan 2021, rồi qua lại là có bầu, rồi sinh em Kyle, tới bây giờ 2023 mới về lại Việt Nam. Trời háo hức. You look excited. What's going on? Yeah, going home. Almost 4 years. Oh, really? Yeah. Let's go. Mặc vậy chứ ở trong còn thêm một cái quần giữ ấm nữa mọi người. Còn một cái quần giữ nhiệt của Uniqlo ở trong nữa. Hy vọng là em ấm. Quà check in ở đây nè mọi người. Việt Nam gần lắm rồi. Khai ơ, con đang đi về quê ngoại đó. Gần lắm rồi nè. Đang ở sân bay rồi, check in rồi nè.
chờ cái nào người ta available, người ta hãy giúp mình. Lý check in nè mọi người, một cái này, hai cái này, ba cái, bốn cái, năm cái, hai cái hành lý xách tay, hai cái carry on và một cục nợ. Còn Kyle có một cái ba lô tạ sữa. Hello, cục nợ ơi. Đây là cái tầng chuẩn bị vào hải quan nè mọi người. Mấy cái trắng lại này chắc là hải quan ở đây. Mọi việc check in suôn sẻ mọi người. Mấy cái túi không có bị quá kỹ. Qua hải quan xong xuôi luôn rồi mọi người. Có em bé nên được đi đường ưu tiên cũng nhanh. Tại vì có em bé với lại có xe đẩy á, đi vô quét cái hành lý xách tay cũng nhanh, mà đi vô hải quan cũng nhanh. Tại cái đường đó chỉ có là hướng dẫn mấy người tiếp viên hàng không với lại phi công là đi cái đường đó thôi. Và cái đường đó là được ưu tiên cho những người phụ nữ có đang có em bé, đang có bầu, hoặc là có em bé nhỏ đang còn đẩy xe đẩy, là được đi đường ưu tiên nên là rất là nhanh. Bây giờ đi vô cổng sân bay sắp tới rồi. Tụi bay còn cũng còn chừng một tiếng hoặc một tiếng hơn nữa mới bắt đầu boarding, là bắt đầu lên máy bay. Chung mà cái đường đi ra sân bay cũng xa lắm nè. Mình tưởng rẽ trái là tới rồi mà rẽ trái đi thêm một đoạn nữa. Nói là tưởng là gần lắm mà ai ngờ là quá xa luôn mọi người. Đi nãy giờ là 10 phút rồi. Ủa sao đi ba thôi là mà nãy giờ đi mới hết cụm A, bây giờ mới tới cuối cụm A, là A9, là cụm A9 á, rồi hết cái A9 này rồi đi tiếp nữa, đi vô trong đó rồi mới tới cụm D. Hy vọng là A là tới D luôn, A là tới D luôn. Chứ A mà tới B tới C này chắc là rụi luôn. Còn cũng chừng 40 phút nữa máy bay mới bắt đầu cho người ta đi lên trên máy bay. Hồi nãy bên tưởng là còn cả tiếng mà thực sự còn 50 phút. Đi bộ nãy giờ còn 40 phút. 40 phút, 50 phút gì đó, cũng cực cỡ đó. Tại vì người ta bắt đầu cho hành khách lên máy bay thì người ta sẽ cho những người thương gia lên trước. Rồi bắt đầu mấy người là premium economy, rồi mới tới economy, là giống như là cái hạng bình thường thôi đó, hạng bình thường nhất luôn á. À, cái đoạn này sân bay không một bóng người luôn nè mọi người. Còn mình bay với Jun, bao hết chuyến bay này luôn. We pay for this whole flight, honey. Also. Bên thấy đi tui rồi mọi người ơi, thấy D3 rồi đó, mọi người thấy không? D1, D2, D3 tới rồi. Mọi người, cái chỗ phòng chờ người ta làm khu trên nè, giống như là đại dương vậy đó. Cái này là D2, sắp tới D3 của tụi Ben rồi. D3 nằm ngay trước mắt rồi. Chứ nói sao cái chữ D3 nhìn nhỏ vậy? Nhỏ tại vì nó hơi xa mọi người, để nhìn thấy nhỏ. Có mấy cái đồ điện tử miễn thuế này. Này chắc đồ chơi game. Bên này là đồ điện tử Electronic Sound Vision Book. Còn bên kia là skin care với lại quà lưu niệm của Đài Loan. Rồi đi ba tới rồi đây. Ừ, ID ai đây? ID hả? À, cái phòng chờ đi ba này người ta làm à, kiểu là rất là Đài Loan này, cái chỗ thả đèn thôi. À, ai đây, ai mà làm mà quen đây, chú cắt cái đầu tóc ly chứ nè, trời ơi. Hello gì bán đi. Hello gì bán đi. Úi trời, nhảy mừng. À. Hello gì bán. Ờ, đang coi game đang coi game. Đi từ Mỹ về.
Gia đình tỷ đi từ Mỹ về, còn gia đình Ben bắt đầu từ Đài Loan lên máy bay rồi về Việt Nam chung với nhau mọi người. Đây, bất ngờ lớn. Hai gia đình gặp nhau. Hey, hello. Hỏi anh em gặp nhau kìa. Không mở gặp nhau là quên rồi ta. Chùi. À. Hùng anh cãi đi, giỏi. Xin người Hùng mua à? Hùng đâu anh đi? Hùng đâu á? Hùng nào á? Rồi, đời hình đi Việt Nam nè mọi người. Đây nè, Tuấn nè, Chính nè, Quân nè, Thái Ô nè, Tỷ nè. Ông cầm cái mũ ông dỡ lên ông coi. Ây dô. Ai đây? Thái Ô, đó. Khao lớn lên cầm cái giỏ đi nha anh Tí. Cái đó, nào. Ngầu chưa, ngầu đét chưa. Quá ngầu luôn. Con gái ơi nè. Một mình ngồi một ghế mới ghê chứ. Ê, hai cha con chun. Trời ơi, có cưng không chứ bữa nay ngồi bằng phải chừng ông bỏ vô miệng. Trời ơi, đi con cũng bữa nè, tại ông ngồi ngay cái ghế ở ngoài mọi người, cái đường đi mọi người. Cho ngồi chơi chút xíu vậy chứ có người lên ngồi giờ á, chút xíu ngồi lên đùi mặt giờ đó. Bạn cứ chung đang ngồi ghế 41. Cũng đang cuộn ghế kìa. Bỏ đây sao này? Còn Quỳnh với Tuấn đang ngồi ghế 43. Thế lỗ. Tí. Hello Tí. Hello. Tới bữa ăn đó mọi người, Ben với Thờ Vũ người ta để lại cho mình một cái sticker là nếu mà mình cần cái gì giúp đỡ thì cứ gọi người ta. Thì bây giờ Ben sẽ gọi xem thử là có cái gì để ăn không, có sandwich hay là có nước chút gì không, tại Ben mới ngủ dậy. Ừ, đó một cái thực khách nước mà sáng nay đi sớm á, đâu kịp ăn gì đâu. Bây giờ sẽ bấm nút gọi cái quyền hàng không xem người ta tới người ta giúp được gì mình không. Đi đến đâu ở tỉnh thì lúc mà mình gọi cái viên hàng không người ta tới người ta hỏi mình cần cái gì, nhưng mà khi người ta nhìn lên cái sticker là người ta biết mình trễ bữa ăn, mình đói bụng á, cái người ta hỏi mình muốn ăn gì thì bên nói là ăn cái gì đó nhẹ thôi, giống như bánh mì hay là sandwich. Bởi vậy mọi người, nếu mà lỡ mà có ngủ quên á, mà mình ngủ dậy mình thấy người ta dán cái tờ giấy gì trước cái ghế của mình á, nếu người ta dán cái giấy đó cho mình hay là mình ngủ dậy thì mình cứ gọi người ta tới, mình nói mình đói bụng thì người ta sẽ đem bánh mì hay gì đó ra cho mình ăn, chứ đừng có lỡ ngủ xong rồi mình nhịn đói luôn. Dạy không ngại, không dám gọi, đừng có ngại nha mọi người. Cái này là bình thường thôi, ai lên máy bay có người thức có người ngủ. Lúc mà mình thức mà người ta đi phục vụ đồ ăn thì mình ăn đồ ăn nóng. Sau đó nếu mà mình ngủ dậy rồi đồ ăn nó không còn nóng nữa thì người ta sẽ cố gắng, người ta sẽ phục vụ mình cái khác. Ví dụ cái bánh mì bây giờ mình ăn thì không có cần ăn nóng nên là mình vẫn ăn được. Là bạn chỉ muốn
cho mọi người, dặn cho mọi người là nếu mà có bay xa mà có ăn á, mà ngủ quên á, thì ngủ dậy thì cứ gọi người ta tới, rồi mình nói mình muốn ăn đồ ăn, mình muốn uống cái gì đó mà người ta đem tới cho mình à. Bay quốc tế người ta khỏe lắm. Just waiting for the luggage. Tới quê mẹ rồi. Đây là quê mẹ Việt Nam. Tới rồi, rát rồi. Để coi chuyên có nhận ra mà không. Đi ra, đi ra, đi ra. Đây ra mà. Đây ra giùm con. Dạ, cậu tôi quay đây. Ê, thầy cao. Tìm mất rồi. Mày ngồi đấy. Ai đó. Phải ngồi không? Tí này. Chị nữa, đây, tí ngồi đây. Hey. Rồi bây giờ chân đây người, chân đây hành lý. Đi bao nhiêu chiếc taxi về mới đủ đây nè. Coi chung nè, chắc hết hành lý lên một chiếc xe mà gì mới tới tổ chiếc xe luôn á mọi người. Yeah, chắc hết lên đây luôn. Bây giờ đi ra đón xe về.
bên ngoài nè, lúc mông nói chuyện nói chuyện có phone này chưa gặp mặt nè. Ê, vui không? Vui không mặt bờ mới? No, daddy mommy say it's fine. Không nặng nhưng mà nó nhúc nhích quá phải không ạ? Quái này ngồi ở bên ngoài ngoan chứ nè. Ngon rồi chắc cho nhìn phía trước á, là đó. Nhìn kìa, có dùng nhớ quê mà lên tỉnh chưa? Nhìn đúng nhìn tay ngồi đấy. Thái không? Ơi, vui không? À, ngồi bên ngoài đã ta. Ê, cái bọn miệng người ta ở nhớ nhớ nhớ. See from grandma, yay. Hey, ni là cậu mơ, cậu mơ. Vừa lại mình ngồi. Thì bỏ mình rồi đó. Yeah, bọc bọc mà, lượn lên lại sau. 78 cũng ok mà. Bây giờ nhà an toàn rồi nè, đang ngồi băng ngồi ăn cơm. Chưa được phạm miệng rồi. Ngon quá. Chun, mít, jackfruit. Mà mua mít với lời vũ sữa kìa. Chun quay cho mọi người quá kìa. Anh đi, show them. Jackfruit, yes. And milk fruit. Chứ còn xem nữa nè. Vậy là vừa tới nhà an toàn rồi. Rồi ra ngoài cái nơi kia. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Bây giờ sẽ cùng gia đình Hằng Chun đi khám phá Việt Nam. Việt Nam, yo yo.